này các bạn đã lên lịch đi khám phá đâu chưa? Nếu chưa thì đảo Phú Quý sẽ là một gợi ý tuyệt vời dành cho các bạn tới trải nghiệm đấy. Để hai chiếc gợi ý top 5 homestay đảo Phú Quý view cực chất, giá rẻ để mình cùng tìm được địa điểm lưu trú thích hợp khi đến đây nha các bác ơi. 1. Sandy Baltic House. Sandy Baltic House thì nổi bật với lối kiến trúc đương đại với các màu be cùng hệ thống cửa kính ngắm trọn view biển. Mắt nhỏ cho các bác là tại đây không gian mở nên là ánh sáng tự nhiên cứ phải gọi là tuyệt vời luôn. 2. La Isla Portina Phú Quý. Ở đây thì mang phong cách thiết kế Bohemian, pha trộn nét tinh tế hiện đại, nội thất và đồ decor thì sử dụng các màu sắc sỡ cùng họa tiết độc đáo nên là tổng thể thì rất hài hòa. 3. Homestay LTC. Đến đây một cái lem ưng mắt luôn các bác ạ, vì xung quanh được bao phủ bởi rặng dừa xanh mát, khu miệt vườn rộng siêu chất. Các bác thì cũng có thể tham khảo nhiều dụng cụ tiện ích như là hỗ trợ đặt vé tàu, cho thuê xe máy, tour cano mà homestay có hỗ trợ nha. 4. Homestay Linka đảo Phú Quý. Homestay Linka là khu nghỉ dưỡng kết hợp mô hình du lịch sinh thái. Toàn bộ homestay thì có thiết kế theo phong cách Costa, mang âm hưởng biển cả. Màu trắng be là gam màu chủ đạo được sử dụng cho toàn bộ hệ thống phòng nghỉ ngơi, trông cứ như là đang ở Hàn Quốc luôn đấy. 5. Villa biển xanh đảo Phú Quý. Nghe cái tên tôi là em đã cảm nhận được không khí biển rồi các bác ạ. Căn hộ này thì cũng cung cấp dịch vụ đặt vé tàu cho du khách, khám phá trải nghiệm chèo sắp trên biển với mức giá chỉ từ 250.000 một người. Nên là bác nào thích thì có thể tham khảo xem sao nhé. Những căn hộ trên thì đều là những căn được đánh giá rất cao từ du khách thực tế trải nghiệm, nên là các bác cứ yên tâm tham khảo xem sao nhé.